Thưa quý vị và các bạn, huyện Sa Thầy là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng lớn. Để chủ động ứng phó cháy rừng có thể xảy ra, ngay từ đầu mùa khô, huyện triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng chống cháy cho diện tích rừng trồng. Những tháng đầu mùa khô, nhân viên phụ trách lâm nghiệp xã Gia Tăng cùng kiểm lâm địa bàn và hộ trồng rừng tiến hành kiểm tra các diện tích rừng trên địa bàn, hướng dẫn các hộ dân chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Bắt đầu mùa khô là mình này thứ nhất là mình phải dọn rẫy cho sạch sẽ cái gọi là cái mùi cháy của mình là rất là cao, nên là dọn dẹp mấy cái cây rồi đó là mình phải gọn lại. Chứ thứ hai là mình phải thường xuyên tuần tra kiểm tra trên cái rẫy của mình. Nhờ được hướng dẫn, gia đình ông An Nhất biết và chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Không những vậy, ông còn là thành viên của tổ cộng đồng tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương. Bây giờ gia đình ông trồng được 2 hectare bạc đàn đó. Giờ mùa khô rồi, bây giờ ông đã phát dọn để sạch sẽ, chuẩn để cháy lan đó, chuẩn để cháy rừng nữa, để bảo đảm sau này nó khỏi cháy bạc đàn của ông. Mới ông đi dọc đường nó hút thuốc, nó dục cái tàn thuốc ra, mình thấy phải dập nó để nó tắt. Mới đúng bỏ sau này nó cháy lan, nó cháy to thì cháy hết bạc đàn luôn đấy. Nói chung bảo vệ là được gần 10 năm rồi. Bây giờ ông khi nào mùa khô chỉ huy nói mấy đứa bắt đầu tập trung kiểm tra rừng, phát quang cho nó sạch sẽ, phát xung quanh phải rải người ta á. Mùa khô mình thường xuyên mình phải đi thăm và đi coi thì giữ bảo vệ cho nó an toàn. Huyện Sa Thầy có diện tích rừng trên 90.000 hecta, trong đó có gần 81.000 hecta rừng tự nhiên, hơn 9.200 hecta rừng trồng. Hiện bước vào mùa khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Huyện đang triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, củng cố, kiện toàn lại các ban chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, đồng thời xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo tổ công tác liên ngành bảo vệ rừng cấp huyện, các đơn vị chủ rừng và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến cộng đồng dân cư. Đối với xã Ambon thì chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng cái kế hoạch tập trung tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn phát dọn thực bì, chuẩn bị phòng cháy và chạy vào mùa khô. Thì cũng trong cái vấn đề đó thì thường xuyên đến thông tin đại chúng, thì chỉ đạo ban văn hóa thông tin tập trung tuyên truyền trên loa đài thông tin đại chúng và lồng ghép cao vào các cuộc họp vận động người dân thực hiện cho nên phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô. Thì đối với tổ cộng đồng công tác cộng đồng ở tại địa bàn thôn thì chúng tôi vẫn duy trì đều đặn thường xuyên đều đặn về vấn đề tập trung phòng cháy chữa cháy rừng. Huyện chỉ đạo các địa phương và ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra diện tích rừng do địa phương và các hộ gia đình cá nhân quản lý, phối hợp với doanh nghiệp trồng rừng kiểm tra rừng trên lâm phần của chủ rừng trong các tháng mùa khô để kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Các xã thị trấn, các đơn vị chủ rừng đã xây dựng và tu sửa các chòi canh lửa, các hồ bể chứa nước, các bảng tuyên truyền cố định, bảng dự báo cấp cháy rừng, bảng quy ước bảo vệ rừng, biển tam giác cấm lửa, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Chúng tôi cũng quan tâm đến cái phương châm 4 tại chỗ, là thực hiện các cái nội dung là vừa chỉ huy tại chỗ thực hiện các cái công tác để đảm bảo là khi có cháy rừng xảy ra thì toàn bộ các cái công tác phòng bị là sẽ được thực hiện ở địa phương trong cái thời gian là ngắn nhất. Đối với các cái phương tiện thì cũng được chuẩn bị chu đáo, khoảng là can rồi cuốc xẻng rồi chòi canh lửa rồi là bình phun chữa cháy rồi các cái cơ động để thực hiện khi mà có cháy rừng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Sa Thầy bám sát phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là tăng cường phòng cháy chữa cháy đối với diện tích rừng trồng, đặc biệt là các diện tích rừng trồng đang trong thời kỳ chăm sóc.
đồng thời thường xuyên cử lực lượng tuần tra kiểm tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp thuộc địa bàn trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ, Tết.